Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Nhận định tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, tình hình COVID-19 trên toàn quốc hiện rất phức tạp. Điều này cũng tạo áp lực rất lớn với công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành đơn vị quận huyện quyết liệt vào cuộc, đưa ra các biện pháp phù hợp trong thời điểm này. Theo báo cáo tại cuộc họp hôm nay, 12 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 17 ca mắc mới, trong đó 13 ca liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới của ông VHB tại quận Cẩm Lệ, 4 trường hợp dương tính mới về từ vùng dịch, đang tự cách ly, thu phí tại khách sạn. Thông tin về dịch tễ của các trường hợp này, Ban chỉ đạo cho biết, chuỗi lây nhiễm mới này tập trung vào hai địa điểm tại số 90 Nguyễn Hữu Giật và khu công nghiệp An Đồn thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng. Các đơn vị chức năng đã thần tốc truy vết, khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm 867 người tại quận Cẩm Lệ, 483 trường hợp liên quan đến hai vợ chồng tại công ty VNPT, Nesma, khu công nghiệp An Đồn thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng. Như vậy, từ hôm qua 11 tháng 7 đến nay 12 tháng 7, các đơn vị đã xét nghiệm gần 10.000 lượt, tiến hành truy vết tại 9 khu vực liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới. Nhiều ý kiến đề nghị các chốt kiểm dịch kiên quyết với những trường hợp về từ vùng dịch, kiểm soát tốt các khách sạn đang có người cách ly, tạm không tổ chức các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng, khẩn trương thiết lập sơ đồ điều tra truy vết tổng quát. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định, tình hình dịch trên địa bàn thành phố rất phức tạp, đặc biệt là các ca mới có yếu tố dịch tễ cộng đồng mà chưa xác định được nguồn lây. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý số lượng các trường hợp về từ vùng dịch, không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh và việc kiểm soát khai báo của những đối tượng này. Trước nguy cơ này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị toàn hệ thống chính trị và người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, tiếp tục siết chặt công tác phòng chống dịch, đồng thời phải chủ động linh hoạt triển khai các giải pháp trong thời điểm hiện nay. Các địa phương sở ngành phải quyết định nhanh, không trông chờ bị động, triển khai ngay việc phong tỏa các khu vực có gia đình liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới, có kế hoạch truy vết và lấy mẫu xét nghiệm ngay với những trường hợp này, không để dịch bệnh tiếp tục xâm nhiễm và kéo dài. Với phương châm, phát hiện đến đâu, phong tỏa đến đấy.